Em xin chào cả nhà mình nhá. Hôm nay thì em có dịp xuống một nơi khá là xa Lâm Đồng đi chơi, trải nghiệm và cũng là quay lô đất chính chủ cho các bác nào thích khu vực này nhá. Thì đây là toàn bộ lô đất em đã vẽ ra để giới thiệu cho các bác đây. Khu vực này thuộc về xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhá. Đường của mình là đường nhựa các bác. Đó, đường liên thông bàn cờ luôn. Hai xe tránh nhau dễ dàng nhá. Và toàn bộ là khu dân cư rất là đông, san sát nhau các bác. Như em được biết thì xã An Viễn này sang năm sẽ được chuyển thành phường nha. Còn huyện Trảng Bom sẽ được chuyển lên thành thị xã. Như các bác có thấy thì ở đây em có vẽ ra là 5 lô đất nha. Thì mỗi lô này có tổng diện tích trong sổ là 88,8m2. Có bề ngang là 4,2m và chạy sâu của mình là 21m nha. Mục đích sử dụng thì toàn bộ là xây dựng hết nha các bác. Xây từ mép đường đến cuối đất luôn. Hướng mặt ra đường là hướng Tây nha. Như các bác thấy thì có một vườn tràm trước đất mình. Về buổi chiều thì nó sẽ cho mình cái bóng mát râm nha các bác. Và cách đường nhựa lớn liên huyện Trảng Bom, An Viễn đây thì chỉ có bán kính 100m. Như em có tìm hiểu thì cách khu công nghiệp Giang Điền 500m, cách khu du lịch Giang Điền 2 cây, cách thị trấn Trảng Bom 8 cây, cách thị trấn Long Thành là 5 cây nha. Cách cổng sân bay Long Thành thì là 10 cây và chạy qua thành phố Biên Hòa chỉ bán kính là 3 cây số thôi các bác. Thì rất là nhanh lẹ nha. Đó thì các tiện ích nó chỉ loanh quanh lô đất mình thôi. Rất là gần. Các bác mà có quan tâm đến khu vực này thì em có để thẳng số điện thoại của anh chủ đất. Các bác liên hệ trực tiếp nha. Thì giá mỗi nền ở đây anh đang bán là 1,3 tỷ cho mỗi một lô nha. Đó thì toàn bộ là đất mua về là xây dựng luôn. Nằm trong lòng khu dân cư rất là nhiều, rất là đông. Thì em mời các bác cùng xem em quay chi tiết lô đất nha. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay em đang ở một nơi rất xa, không còn ở trên Lâm Đồng nữa. Thì vị trí này thuộc về xã An Viễn, huyện Trảng Bom, thuộc về tỉnh Đồng Nai nha. Để quay cho các bác lô đất chính chủ các bác, thì em có để số điện thoại của anh chủ đất trên màn hình. Các bác có thích ở vị trí này, thích lô đất này thì liên hệ trực tiếp. Làm việc hay là sổ sách rồi trao đổi về giá cả với chủ đất nha. Đó. Thì ở đây nó cách những khu thị trấn rồi trung tâm rồi mọi tiện ích rất là gần luôn. Như cách khu công nghiệp Giang Điền chỉ bán kính 500m thôi. Hay khu du lịch Giang Điền là 2km. Và cách thị trấn Trảng Bom chỉ bán kính là 8 cây thôi, chừng khoảng 5-6 phút đi lại dễ dàng nha. Rồi cách thị trấn Long Thành các bác chỉ 5 cây số và cách cổng sân bay Long Thành chỉ 10 cây số thôi. Đó, nó quanh quanh với trong khu đất của mình. Và cái đường này đường đi liên thông hết nha, toàn bộ thông nó như kiểu thông bàn cờ vậy á. Đó, mà xung quanh ở đây như em có bay flycam các bác thấy rất là đông dân cư luôn. Và đường xá rất dễ dàng. Mặt tiền đường nhựa của mình luôn nha. Như xe em có đậu này thì hai làn xe tránh nhau thoải mái nha. Một bên xe ô tô vẫn đi lại dễ dàng. Đó, nhường nhau đi rồi các bác. Đây này. Đó, rất là rộng rãi luôn. Thì ở đây là người ta bán đất ở nha các bác. Đất ở, toàn bộ khu vực ở đây thì chạy ra ngoài đường kia là họ bán hết rồi. Trong này á nó còn 5 lô nữa, 5 lô đất ở nhá. Về các bác chỉ việc xây nhà lên và ở thôi. Rồi khu thị trấn, khu tiện ích là quanh quanh đây thôi các bác.
Đấy, thuộc về xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Rồi giáp danh với thành phố Biên Hòa các bác. Cách Biên Hòa chỉ 3 cây à? Chạy qua có tí xíu thôi. Thành phố Biên Hòa. Giáp danh với thành phố luôn. Vào năm 2025 huyện Trảng Bom sẽ lên thị xã. Xã An Viễn thì sẽ được lên phường đó các bác. Đó. Thì trong vòng năm tới thôi là sẽ được chuyển đổi thêm một cấp cao mới. Thì đây. Còn lô đất này họ cả cắm cọc hết rồi đây. Đây, cắm cọc hết rồi. Từ cái cọc này nha, từ cái cọc này qua tới cái cọc này là được 4,5 m và chạy sâu của mình là 21 m nha. Về tới cái hàng rào trụ bê tông đằng sau kia là 21 m và mặt ngang là 4,2 m. Trong đó là toàn bộ là mình có thể xây nhà chỗ nào cũng được, từ mép đường này cho tới đằng sau luôn. Tại vì toàn bộ của mình là đất xây dựng mà. Mua về là xây thôi. Ở đây thì còn 5 nô nữa, từ cái khu vực này chạy đến giáp nhà kia là mình còn 5 nô nha. Và mỗi một nô ở đây á là người ta đang bán cái giá là 1,3 tỷ cho một nô nha. Và toàn bộ là đã full đất ở hết rồi. Sổ hồng riêng rồi. Và đường là đường đi thông hết nha, khu vực dân cư đông. Ở cái đằng sau của mình thì nó lại là hướng đông, còn đằng trước của mình đây nó là hướng tây nha. Đấy, như nhà này người ta xây mặt ra, mặt tiền này thì nó sẽ là hướng tây. Về sau á là cái cây tràm này. Trên chỗ em á thì gọi cái cây này gọi là cây keo các bác. Cây keo nhá. Nhưng ở đây thì người ta gọi là cây tràm. Đó, người ta làm giấy, làm đồ này kia. Thì buổi chiều thì nó sẽ rất là mát mẻ. Không có nắng nhá. Vị trí ở đây thì nó sẽ nóng hơn trên chỗ em. Như trên chỗ em thì cao nhất là tầm 30 độ. Nhưng mà dưới đây thì loanh quanh 38-40 độ. Đó, nhưng mà buổi sáng rất là mát luôn. Em xuống đây thì thấy buổi sáng với buổi tối là thấy cái không khí nó nhẹ nhàng các bác. Ở đây có một con chó rất là hay luôn này. Đó. Hiện tại đất người ta chưa có làm gì hết. Tính cho mấy lúc nãy em vào đây á là có mấy mấy cô này, này cứ xin để trồng rau, trồng đồ á. Đó. Như chất đất ở đây thì các bác về xây nhà là rất là vững luôn. Nó rất là cứng các bác. Cứng chắc như kiểu được đổ lâu năm rồi các bác. Đây, khu vực là người ta xây nhà này. Và đây là cái phía sau đây. Phía sau là người ta cũng có ranh giới rồi cắm trụ này. Mỗi trụ là 4,2 m. Đó, toàn bộ là đất nền xây dựng hết rồi. Không có một tí gọi là để trồng cây các bác. Đất là full, tức là xây nhà từ đằng sau ra tới đằng trước luôn. Đó, như ở dưới đây thì em thấy đất ở nó lại không cái mặt đường á là không có nộ giới. Trên chỗ em thì cứ có đường là có nộ giới. Còn ở dưới đây thì em xem sổ á là không tí nộ giới nào. Là xây bịt ra tới đường luôn các bác. Xây ra muốn tới mép đường luôn. Các bác xây chừa lại một ít đằng trước thì mình trồng rau này kia. Như đường điện của mình bám đường các bác, internet là được kéo vào hết này. Em thấy đường điện này, internet này được kéo vào trong khu dân cư, nằm khu vực trong này. Đó, đường bàn cờ nhá. Đường thông vòng vòng hết, đường thông thẳng tắp à. Đó, cách đường nhựa An Viễn đấy các bác. Của xã An Viễn ấy là chỉ bán kính 80-100 m thôi. Đó. Khu vực của mình thì toàn bộ trong sổ ấy là hơn 88 m² nha. Đấy là tổng diện tích của mỗi lô. Là từ bên này qua bên này là 4,2 m. Còn 5 nô các bác thích chọn nô nào, thích nô nào đó thì điện thẳng trực tiếp cho anh chủ đất nha. Đó, sát vách nhà luôn. Từ khu vực này chạy đến sát vách nhà. Đó.
Giá cả thì trao đổi trực tiếp với anh chủ luôn. Tại vì em ở nơi xa mà, nhiều khi các bác cần thông tin gì thì em vẫn gửi cho các bác. Còn nếu mà dẫn các bác đi thì các bác nên gọi trực tiếp anh chủ đất nha. Hoặc là liên hệ qua cho em sẽ liên hệ qua anh chủ đất để anh ấy dẫn các bác đi xem. Đó, mình được cái rừng tràm này mát này các bác, vào buổi chiều hướng Tây á, rất là mát luôn. Như ở đây này, em thấy người ta còn làm mái che này. Đây, mái che đây. Đó, như cách quốc thì bán kính là tầm 10 cây số các bác. Từ 7 cây rưỡi đến 10 cây số thôi, đi rất là nhanh thôi, đi rất là lẹ. Thì các bác quan tâm đến mảnh đất này liên hệ anh chủ đất trực tiếp luôn. Thì còn nếu mà ngại với anh chủ đất thì cứ liên hệ thẳng qua cho em. Thì mỗi lô các bác có thể cân nhắc về giá tiền nha. Tại khu vực này đông dân cư, hàng xóm này kia rất là đông luôn. Rồi đường điện đầy đủ, về khoan giếng xây nhà là ở thôi. Tại vì đất là đất đất xây dựng mà, không phải là đất trồng cây như trên Lâm Đồng nha. Đó, buổi sáng này gió cũng thổi view view này. Được cái đường nhựa rộng, thanh thang, mà cách đường xã An Viễn đấy thì chỉ có rất là gần thôi. Đó, thì mỗi nô đã được cắm cắm ranh giới như thế này rồi. Đó, bằng như sân. Mấy cái cây cỏ này nó khô khô vậy, là đang trong mùa khô các bác, nên là nó già, nó không có mọc nổi. Còn vào mùa mưa khả năng là xanh tốt, rất là xanh tốt luôn, được tưới tắm. Như khu vực ở trên chỗ em, nó cái vườn nào mà bỏ hoang á là cỏ nó cũng như thế này, cho một đốt nửa thôi là sạch xanh xanh luôn. Đó, thì các bác quan tâm đến mảnh đất này thì liên hệ qua cho em hoặc là trực tiếp anh chủ đất nha, làm việc dễ dàng. Thì giá bán của mỗi lô là 1.3 tỷ và toàn bộ là diện tích hơn 88 m², sổ sách rõ ràng, thông tin rõ ràng nhá. Và toàn bộ ở khu vực này thì đã bán hết rồi, còn lại là 5 lô chỗ này. Đó, hôm nay thì em có dịp đi chơi nên ghé được đây, có lô đất giới thiệu đến các bác luôn. Đó, và gặp anh chủ đất thì em quay dùng cho anh chủ đất nhá. Đường nhựa làng bóng à. Đây, mái che đằng trên này. Ngồi rất là mát. Đi lại mua đồ này kia các thứ nó dễ. Đó, đây tổng quan khu vực nha. Đó, thì em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.